Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, vừa qua tại Bắc Bộ thời tiết đã chuyển biến tích cực, trời có nắng nhiều hơn, nền nhiệt tăng và tiết trời ấm áp. Trong đêm nay và sáng mai trời nhiều mây có sương mù nhẹ và mưa nhỏ có thể xuất hiện ở một vài nơi với mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Sang trưa chiều mai trời có nắng và mức nhiệt sẽ gia tăng nhanh chóng, cao nhất lên đến 28 cho đến 30 độ, vùng núi có nơi cao hơn. Riêng ở phía tây bắc bộ, nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất của vùng áp thấp nóng, nên sẽ xuất hiện những điểm có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt sấp xỉ 35 độ. Tuy nhiên, kiểu thời tiết ấm áp và có nắng chỉ còn đến hết ngày mai, vì từ khoảng ngày 25 thời tiết bắc bộ sẽ có những biến động mạnh mẽ do khối không khí lạnh ở phía bắc hoạt động trở lại. Mưa giải rác xuất hiện cùng với nền nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét từ ngày nghỉ cuối tuần này. Tại các tỉnh Trung Bộ, hiện chưa có dấu hiệu của các hình thế gây mưa, nên trong đêm nay và ngày mai trời phổ biến là tạnh giáo ít mưa, ban ngày có nắng. Với nền nhiệt trưa chiều đạt mức từ 28 cho đến 31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Một vài nơi thuộc vùng núi như là Tương Dương, Quỳ Hợp, Tây Hiếu hay là Con Cuông có thể còn lên đến 33 cho đến 34 độ, thậm chí là cao hơn. Còn tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mức nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 23 cho đến 32 độ, nhìn chung thời tiết thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Đến với khu vực Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định, trời ít mưa và có nắng nhiều, mức nhiệt độ duy trì ở ngưỡng cao, trưa chiều lên đến 30 cho đến 32 độ, thậm chí có nơi còn trên 33 độ. Tại khu vực Nam Bộ, Mưa nhiệt trưa chiều, chiều mai vẫn duy trì trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ, trời khô ráo không mưa cũng phần nào ủng hộ hơn cho các hoạt động trồng trọt, chăm sóc cây quả của người dân. Thưa quý vị và bà con, thời gian gần đây nhiều địa phương trên cả nước đã phát triển và mở rộng diện tích trồng cây măng tây, là cây trồng cho năng suất ổn định và kinh tế cao. Sau khi trừ chi phí, người trồng măng tây có thể thu nhập được khoảng 150 đến 180 triệu đồng một hecta một năm. Tuy nhiên, để cây măng tây sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân cần chú ý là cây ưa sáng nên vào mùa mưa cây măng tây xanh hay bị bệnh thân thư và một số bệnh hại khác làm cho các chồi măng non phát triển kém. Ngoài ra nếu tiêu thoát nước không tốt, để ngập nước uống rễ, chồi măng sẽ biến dạng hình thù cong vẹo không thu hoạch được, khiến sản lượng và chất lượng măng luôn kém hơn mùa nắng. Để phòng trừ hiệu quả các loại bệnh hại cho cây măng tây, bà con cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau đây. Chọn hạt giống cây măng tây xanh sạch bệnh, an toàn, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, làm đất thật kỹ, xử lý đầy đủ bằng các loại thuốc diệt tuyến trùng để phòng trừ bệnh hại cây. Lên liếp cao 30 cm đủ để tiêu thoát nước tốt nếu có trời mưa lớn hoặc gặp chiều cường. Sử dụng nhiều phân hữu cơ, phân trùn quế hoặc là phân chuồng ủ hoai có xử lý chế phẩm chứa nấm vi sinh đối kháng tuyến trùng gây hại. Khi phát hiện cây măng có những biểu hiện bị bệnh như là khô cảnh sọc thân, thối rễ, gốc bà con cần sử dụng các chế phẩm theo hướng dẫn của các khoán bộ khuyến nông. Khi dùng thuốc bảo vệ thực vật, cần phải đọc kỹ hướng dẫn, bảo đảm thực hiện theo đúng nguyên tắc 4 đúng, nhất là phải bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu hoạch đúng như quy định của từng loại thuốc bảo vệ thực vật. Đối với những cây bị bệnh nặng, bà con cần tạm ngưng thu hoạch, tiến hành cắt bỏ hoàn toàn, xử lý đầy đủ thuốc trị bệnh, bón phân tái tạo lại cây mới. Và tiếp theo mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa ở vài nơi ngày nắng gió nhẹ, nền nhiệt thấp nhất là 20 cho đến 23 độ, cao nhất là 27 cho đến 30 độ, khu Tây Bắc từ 31 cho đến 33 độ có nơi cao hơn. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù dài rác, tập trung tại khu vực ven biển, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cho đến cấp 3, nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, phía bắc có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, vùng núi phía tây có nơi cao hơn. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi có mưa ở vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất trong khoảng từ 23 cho đến 25 độ, cao nhất từ 30 cho đến 32 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào ở vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi phổ biến là không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết nông vụ cũng xin khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và con trong bản tin tiếp theo.